Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Anphat Computer. Trong phân khúc giá cao cấp của dòng Ultrabook, đặc biệt cho những bạn chuyên thiết kế đồ họa thì Asus Vivobook S16 OLED, một sản phẩm mới ra mắt gần đây của nhà Asus đang được đánh giá rất cao, sở hữu con chip Ultra Core mới nhất hiện nay để không chỉ giúp người dùng có một hiệu năng tốt hơn mà còn tiếp cận với công nghệ AI đang ngày càng phát triển. Với mức giá khá cao gần 29 triệu đồng cho một chiếc laptop văn phòng thì nó sẽ có những tính năng vượt trội gì? Hãy cùng mình vào ngay video nhé! Ở phần ngoại hình, với mình, Vivobook S16 OLED rất sang trọng, trang nhã khi bao phủ toàn bộ vỏ máy là màu xanh blue. Các cạnh viền được làm vuông vức, hơi bo tròn ở các góc rất tinh tế. Dòng logo Asus Vivobook được làm sáng bóng, khá nhỏ và hơi lệch vào bên phải, khiến tổng thể chiếc máy trông cực kỳ hiện đại. Là một chiếc máy có màn hình rộng đến 16 inch, vậy nên có thể thấy chiếc laptop này khá to. Nhưng Asus lại làm cho một chiếc máy này có độ dày khá mỏng và cân nặng lý tưởng để bạn có thể mang ra ngoài dễ dàng. Với độ dày là 1,59cm và cân nặng là 1,5kg thì chúng ta hoàn toàn có thể mang ra ngoài đi học đi làm. Như mọi người thấy thì mình có thể cầm bằng một tay luôn. Nên dù ngoại hình có to nhưng nó lại tỷ lệ nghịch với cân nặng, các bạn không cần quá lo lắng rằng chiếc laptop này sẽ vất vả khi mang ra ngoài đâu. Về hiệu năng, như đã nói ở đầu video thì đây là một chiếc Ultrabook được trang bị con chip mới nhất hiện nay nhà Intel. Intel Core Ultra 7 Processor 155H, dung lượng RAM là 16GB LPDDR5X, dung lượng SSD là 512GB, tích hợp các đồ họa Intel ARC Graphics cho bạn khả năng đa nhiệm cực mượt, làm từ các tác vụ văn phòng cho đến chỉnh ảnh, dựng video hay kể cả là chơi một số các tựa game nhẹ trên chiếc máy này cũng không thành vấn đề. Đặc biệt với con chip mới nhà Intel được cải tiến rất nhiều về khả năng AI, thì những bạn nào làm thiết kế đồ họa ở mức cơ bản cho đến trình độ nâng cao thì Vivobook S16 OLED hoàn toàn đáp ứng được. Nó sẽ hỗ trợ rất nhiều trong quá trình học tập và làm việc mà cần có ứng dụng công nghệ AI. Còn ở phần màn hình, đây sẽ là phần mà mình ấn tượng nhất trên chiếc Ultrabook này. Được thiết kế với màn hình 16 inch, tấm nền OLED, độ phân giải tới 3,2K thì nó quá rộng và đẹp cho bạn sử dụng. Hình ảnh hiển thị với màu sắc vô cùng sống động, sắc nét, có chiều sâu hơn để bạn trải nghiệm hình ảnh mượt mà, đặc cấp. Hỗ trợ bao phủ màu tuyệt đối lên đến 100% DCI-B3, tức là độ sai lệch màu bằng 0. Để những bạn làm về chỉnh ảnh hay dựng video, thiết kế đồ họa sẽ có chất lượng khung hình xuất sắc nhất để làm việc. Tỷ lệ màn hình là 16:10 cũng đang là xu thế màn hình hiện nay, đem đến cho bạn diện tích hiển thị rộng nhất. Tần số quét là 120Hz, đảm bảo chuyển cảnh sẽ không có một chút giật lag xé hình nào. Vậy nên không chỉ giải trí xem phim đơn thuần mà mang lại sự hài lòng đâu, kể cả chơi game cũng rất lý tưởng. Cạnh chân của máy cũng được Asus trang bị thêm một camera Full HD siêu nét cho bạn thoải mái học tập và làm việc trực tuyến. Bàn phím và touchpad cũng được cải tiến để bắt kịp với xu thế AI đang chiếm lĩnh thị trường hiện nay. Bàn phím trên Vivobook S16 OLED được thiết kế phím Copilot, giúp dễ dàng truy cập các phím trợ năng thông minh như là giọng nói, dịch thuật, ghi chú. Nên bàn phím cũng được trang bị đèn LED để bạn sử dụng ngay cả trong môi trường thiếu sáng. Bàn phím có cả phím số để bạn nào làm về kế toán hay nhập liệu đều thuận tiện. Phần touchpad rộng cho cảm ứng đa điểm, vuốt chạm rất mượt để bạn không cần sử dụng chuột rời vẫn có thể sử dụng thoải mái. Khả năng kết nối rất đa dạng về cả không dây và có dây. Các cổng kết nối được trang bị đầy đủ bao gồm 2 cổng USB Type-A, 2 cổng Thunderbolt 4, 1 cổng HDMI, 1 khe thẻ SD, 1 jack cắm audio cho bạn thoải mái kết nối và truy xuất với các thiết bị ngoại vi. Về khả năng kết nối không dây thì sẽ có Bluetooth và Wi-Fi. Wi-Fi được nâng cấp lên Wi-Fi 6E thì đường truyền mạng của bạn sẽ nhanh chóng và ổn định hơn nhiều. Dung lượng pin cũng khá ấn tượng. Với một chiếc laptop văn phòng mà dung lượng đến 75Wh thì bạn có thể sử dụng liên tục 8 tiếng mà không cần phải cắm sạc. Nếu có phải mang ra ngoài sử dụng thì không nhất thiết phải mang theo sạc, đã đầy 100% pin. Tổng kết lại, Asus Vivobook S16 OLED sẽ phù hợp với những ai làm về thiết kế đồ họa chuyên nghiệp, kế toán hay kể cả là doanh nhân. Sở hữu con chip mới nhất hiện nay, tích hợp khả năng AI sẽ đem lại cho bạn năng suất làm việc tối đa. Mức giá có thể không quá rẻ, nhưng những gì mà Ultrabook này mang lại thì nó xứng đáng ở phân khúc cao cấp với mức giá gần 29 triệu đồng. Link sản phẩm và những chương trình ưu đãi thì mình sẽ để ở phần mô tả cho mọi người tham khảo nhé. Đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để ủng hộ mình ra những video tiếp theo. Còn giờ thì, xin chào và hẹn gặp lại!